Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay cửa hàng mình mới vừa cầm đứt một chiếc QS 100 nhãn hiệu là Honda. Đây, QS 100 nhãn hiệu Honda. Thì mình xin giới thiệu chiếc xe sơ nét về chiếc xe này cho các bạn gõ hết chiếc xe này ha. Chiếc xe này là QS bánh căm thắng đĩa. Ha, đĩa trước ha. Và bánh sau là đùm ha. Đó. Thì mình xin giới thiệu trước phần đầu đèn từ trên xuống dưới và từ dưới ra sau. Mình xin giới thiệu từ chi tiết cho các bạn xem hết nha. Đây, các bạn nào mà biết chơi xe nhìn chiếc xe này là mê chết luôn. Đó. Phần đầu đèn. Đèn nhìn rất là đẹp luôn. Ken sa ben đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình sẽ quay gõ từ chi tiết những món đồ trên chiếc xe này cho các bạn xem. Đây là chạy phần chạy lâu năm, nước sơn nó hơi chốc nhẹ nha các bạn ơi. Đó. Đây. Đây. Chiếc xe cục máy rất là ấm luôn nha cả nhà. Tí xíu mình sẽ nổ máy lên cho cả nhà nghe ha. Đây, ổ khóa đây đó. Một phần xe rất là đẹp. Rồi mình sẽ quay cái phần đĩa cho cả nhà xem. Đây là dây thắng đĩa đây. Đó, dây dầu rất là đẹp luôn, dây dầu còn zin theo xe. Đó, đĩa nè. Đó. Các anh em mấy phần trước là mình có hướng dẫn là cái chữ của cái thắng đĩa ha. Cái thắng đĩa nào có chữ Nissin kiểu này là thắng đĩa zin. Còn nếu mà nó trơn như bên đây, không có hiệu gì trơn hoặc là chữ là chữ khác là không phải là đĩa zin nha cả nhà. Còn đây là phần đĩa đây. Phần đĩa ở trong phần đĩa cũng có cái chữ đó luôn nha cả nhà ơi. Đó. Nhưng mà nó không nổi lên như cái phần bên đây, nó chỉ chìm ở dưới ha. Đó. Đây. Đó. Dành đây. Dành căm đây. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Chưa xét tí nào hết, rất là đẹp bóng. Đó. Là đi được là gắn cái bộ vỏ của Thái Lan nha cả nhà. Bộ vỏ rất là đẹp luôn. Đây, nhãn hiệu Thái Lan đây cả nhà ơi. Bộ vỏ này theo mình biết là cái người này chơi xe rất là sành, chơi mua cái bộ vỏ rất là xịn luôn. Chạy không bao giờ bị xẹp. Đó. Đây mình sẽ quay nước sơn zin cho các bạn xem nha. Đó, nước sơn zin là nó có kim tuyến luôn nè cả nhà ơi. Còn đây là phần dán cái mỏ. Đây, đó. Ốc ác rất là đẹp ha cả nhà ơi. Phần bộ tem nè. Tem bẩn trước đây. Rồi mình sẽ quay qua giới thiệu cái phần cục máy. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cái phần bình xăng con. Đó, bình xăng con còn rất là đẹp luôn cả nhà ơi, mình sẽ quay rõ cho cả nhà xem. Đó các bạn xem rõ phần bình xăng con ha, bình xăng con còn zin luôn cả nhà ơi. Lâu ngày thì nó có màu ố vàng ha. Nhưng thật sự là đồ nó còn zin. Đó. Đây tới phần đầu nòng. Đây. Mình sẽ quay gõ cho cả nhà xem. Đó. Mình quay từ chi tiết cho cả nhà xem luôn ha. Đây là mình mới rửa, mình chùi nó còn ướt nè cả nhà. Đó. Quay gõ để nhiều khi anh em nói mình xạo, nói xạo đồ này kia nọ mình cũng buồn lắm. Để mình quay gõ mình không giới thiệu nữa, nhưng mà mình quay gõ từ mm cho cả nhà xem. Đó. Đây cục máy là chạy lâu năm là nó bị chốc nước sơn ha. Đó.
mình sẽ quay gõ phần những đầu con ốc cho cả nhà xem. Đó, quay gõ từ milimét những cái đầu ốc cho cả nhà xem, phần gân cho cả nhà xem. Đó, từ milimét luôn. Đây, cái giò đạp đây. Mua 25 cái gì đó. Đây cái, đây cái gác chân sau đây cả nhà xem, nó còn ghim đây luôn nè cả nhà ơi. Lâu ngày là nó bung 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 lên ha. Đó. Còn cái bô đây cả nhà ơi, bô rất là đẹp luôn. Nhìn rất là bắt mắt ha. Đây tới phần phuộc. Đó, cái phuộc này cả nhà xem đi. Chứ mình không giới thiệu nữa, mình sẽ quay từ milimét xong rồi từ chỗ nào tới chỗ nào luôn cho cả nhà xem nha. Đó, cái đầm xe đây, đầm xe cả nhà tự nhận xét đi. Thử coi mình có nói xạo không nha. Tại nhiều khi lên mình bình luận mình nói xạo đồ mất công lắm. Mình chỉ quay gõ nè, cặp gấp nè, coi cả nhà xem nè, rất là đẹp ken sven luôn cả nhà ơi. Chạy lâu lâu nó bóng nè, chỗ này nó có sét thôi nha, nhâm nhâm nhẹ một tí nha. Cái chỗ nào sét thì mình nói sét ha. Đó, quay ở dầm nha cả nhà ơi, bản số 68. Đây phần bọc sên đây, ken sa ben. Đó, lên đường nào lên, cho lên cho tự nhiên hỏi cho lên không. Đây phần lốc bên trái đây. Đây cả nhà xem từ từ ha, mình quay từ từ cận cảnh cho cả nhà xem nha. Cái là phần đầu nòng nha, nó cả nhà tự xem nha cả nhà ơi. Nước sơn nó có chốc nhẹ nha cả nhà, cái này lại dính cái gì không phải chốc mà dính không, mình cái này mình cũng không biết nữa, tại vì xe mình cầm đứt ra mình cũng không biết là cái này dính gì nữa. Đó, cả nhà xem cái bộ áo ghim thôi của nó nè cả nhà ơi, bóng rất là bóng luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ bán với giá là 11 triệu nha cả nhà, 11 triệu, chỉ có 11 triệu là cả nhà mua được chiếc xe Nhật chạy đó nha cả nhà ơi. Thì đặc biệt bên mình là có giao hàng tận nơi cho cả nhà ha, nhưng mà tiền ship là cả nhà chịu nha, tại vì mình cầm đứt, mình chỉ tính lãi ra mình bán thôi, còn tiền ship thật thì nếu mà xa quá thì cả nhà chịu, còn gần gần thì mình có thể mình giao tận nơi cho cả nhà luôn. Đó, cả nhà nhớ xem xong video rồi đăng ký kênh nha, bấm vô đăng ký và bấm vô cái chuông.